Tôi Duy Hằng chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại channel Duy Hằng thì clip hôm nay là anh em có thể nhìn thấy là tôi đang ở trên một cái thành phố thật sự là tuyệt vời luôn. Hiện tại Duy Hằng đang ở một cái khách sạn ở trên Sapa. Đấy, nói chung là sáng sớm ở trên Sapa này cảm giác như là rất là lạnh anh em ạ. Sáng sớm bình minh thôi. Nói chung là clip này thì Duy Hằng đang ở Sapa nên là Duy Hằng sẽ ghi hình lại ở Sapa có những cái gì và hoạt động như nào và người dân ở Sapa như nào. Tí nữa Duy Hằng ra ngoài kia, Duy Hằng ghi hình lại xem người dân ở Sapa nó như nào, cũng như là tí nữa xuống các bản xem có gì không thì Duy Hằng sẽ ghi hình lại. Thì bây giờ Duy Hằng đang ở trên một cái khách sạn khá là đẹp và phong thủy, thì anh em có thể nhìn thấy là mây và núi hòa quyện với nhau kia tuyệt vời luôn. Nói chung là đây là lên hình ảnh thì anh em không thể nhìn rõ và cũng như không thể cảm nhận được thật như Duy Hằng đang ở đây. Cảm giác như lạc vào một cái cõi du dương ngày đó. Nói chung là phê, nhìn núi với đồi với rừng núi nó hòa quyện vào nhau với lại nhà. Nói chung là phê. Xây nhà cao lên nó lại nhìn ra kia. Thì Duy Hằng cho anh em xem qua toàn cảnh ở chỗ Duy Hằng một lần. Xong là tí là Duy Hằng đi ra thị trấn cũng như là đi xuống bản. Xem có gì thì Duy Hằng sẽ ghi hình lại cho tất cả anh em xem nhé. Điều làm Duy Hằng thích nhất là mây và núi nó hòa quyện vào nhau kìa. Nó tạo lên một cái không gian cảm giác như là yên tĩnh và cảm giác như là thanh tịnh luôn đấy. Bởi sao người ta lại thích về những đồi núi là như thế đấy. Sáng sớm thì làm một ly cà phê khá là tuyệt vời để ngồi hưởng thụ. Mỗi độ là thiếu bạn. Đấy, hiện tại anh em tôi đang lang thang ở góc phố của Sapa này. Không biết là đây là chỗ nào đây. Cái này là nhà thờ anh em ạ. Đây có một nhà thờ ở chỗ giữa Sapa luôn. Khá là đẹp này. Chung là lên đây thì cảm giác như là rất là thoải mái luôn. Không khí rất là thoải mái, sướng. Đấy, Sapa này. Hình chữ Sapa luôn nhá. Ở đây là một cái khá là rộng, quảng trường. Và bên kia là rất nhiều các khách sạn như là các chỗ để dừng chân cho các nhà khách cũng như là các khách du lịch đến nghỉ chân đấy. Anh em tôi đi quanh quanh đây một tí nữa thì anh em tôi thử đi xuống dưới bản xem có gì không. Chứ ở đây tôi nghĩ là chắc cũng chả có gì. Tí nữa anh em tôi chụp vài ba kiểu ảnh nhưng anh em tôi thử xuống bản xem có gì không. Đấy, quay qua quảnh chỗ này cho anh em xem luôn này. Đấy, ok thì bây giờ Duy Hằng sẽ vào đây chụp một hai kiểu ảnh xong là tí nữa xuống dưới bản xem có gì không nhá anh em nhá. Kia là bản đấy. Chân núi nhỉ? Chân núi đấy. Chúng ta đang đi trên 9 tầng mây đó là có thật. 9 tầng mây. Đây là đường tàu đi lên Sapa. Đi lên một cái sớm đi ạ. Đường nó đang trôi ở trên này. Cái khách sạn nó sắp tới đấy. Mẹ, ghê đéo đi mẹ mày. Ảnh nó đẹp. Lên được ảnh cơ. Qua nhạc bé thế cũng lên ảnh á. Đây các anh đi thẳng đây không? Có biển chỉ dẫn. Đường lên dốc đá. Đằng nào đường ấy cũng vòng lên mà. Dưới này là bản luôn đúng không? Không biết là đi lấy kinh có đi qua đây không? Đấy, vừa tít ở trên đỉnh ngọn núi giờ đi xuống đến đây rồi. Bây giờ tiếp tục đi tiếp xuống dưới bản kia. Không bỏ được không? Ăn được không? Không bỏ được. Không mở ra được không? Còn là chút tiền là cho em.
mũi con kia mũi là nước rồi này. Này cô bé không biết là chưa? Nhỏ này sinh năm bao nhiêu tí tuổi không biết là bố mẹ đi đâu rồi. Con nó sinh kiệt đấy chứ. Con đen có để lên con chắc nghe có cảm thấy chiều kỳ lấy cũng ngay không biết thôi á ngồi ngồi chụp kìa à chụp ảnh nào chụp là hai vị anh nhìn đây chụp là ngồi đi con nhìn đây này nhìn đây này nhìn đây chụp không có ngồi đi hồi chú cho tiền ngồi đi ngồi đi hồi chú cho à chụp là chụp ảnh nhá chụp ảnh cho hai kiểu ảnh à một à cuối giờ rồi tình gái đi nhìn nó vậy nhìn cái ảnh này đấy có tiền mẹ đấy á cho nó hai đứa 20 mỗi đứa 10.000 mặc đồ dân tộc vậy em ơi. Này, chú cho hai đứa nhá, hai đứa luôn nhá. Hai đứa luôn. Hôm nay con ơn, thôi được không? Con ơn nó đi. Nó đi kìa này chứ này. Đấy. Con ơn đi, cho hai đứa về mua quà ăn nhá. Cơm mới chứ không quà đâu. À. Không, à. Con nay con ơn đi. Ổn nói gì hết. Con nói chứ được không? Con ơn. Không nói gì hết này. Không ai cho. Đấy, hiện tại anh em tôi đang ở một cái gần bờ suối này. Suối ở đây thì khá chảy lên to anh ạ. Nhìn này. Thế này là suối này. Ở bên kia là những cái trường học và những cái bản làng. Nói chung là khá là thô sơ và kiểu như là thưa dân đấy. Ít đằng bên kia. Đằng bên kia. Còn mây mây núi dường như là gắn kết với nhau luôn. Bây giờ tôi chỉ muốn làm nào đi xuống rãnh bờ suối kia để ghi hình lại tất cả anh em xem nhưng thật sự là không có lối xuống. Sợ xuống rồi không leo lên. Và trước mặt tôi thì có một con siêu xe thật sự là tuyệt vời. Đây là con siêu xe ở bản anh em ạ. Con siêu xe này anh em có thể xem những cái phim Thái Lan thì anh em có thể hình dung ra này con siêu xe này giống cái phim Thái Lan lắm. Mà người Thái Lan hay đi ấy. Đấy. Đây là con siêu xe cổ. Tôi thấy nó dựng ở đây không biết là chủ nhân nó là ai, không biết là nó đã được bao nhiêu lâu rồi. Lên bản, á. Tội lắm các nhỉ. Anh em tôi đang đi ra về rồi. Sáng lục nam này nó đang có ghẹ sao nó đi nhanh lắm. Tưởng lúc đầu háo hức lên xem có gì không, thật sự là lên rồi mới biết là chả có gì. Đâu mà. Anh em tôi đi bộ phải gần 2 cây số. Đi bộ gần 2 cây số. Cây 9. Cây 9 rồi á. Mà chưa ra đến chỗ để xe đây này. Không biết là bao giờ mới ra tới xe đây. Vừa đường đi thì thật sự là anh em có thể nhìn thấy là đường lên dốc đá. Đi từ Sapa về tận Bắc Giang của Duy Tường này mất hơn 7 tiếng ngủ, hơn 7 tiếng ấy, chạy từ 2 giờ sáng bây giờ đến 9 giờ trưa rồi. Nói chung là Sapa thì đi Sapa thì Duy Tường ghi hình lại tất cả anh em xem thôi. Chứ còn thật sự là cảm thấy là nói đất Sapa ấy. Còn người họ cũng như là những cái văn hóa của họ nó vẫn còn hơi là kém so với quê của mình. Nói chung là họ khá xa xôi với kiểu như là tách, họ bị tách ra khỏi kiểu như là dường như là họ gọi là một mình một vương quốc ấy kiểu như vậy. Nói chung là đi lên toàn kiểu rừng núi đi khá là chập trùng ấy, đi khá là chật mà chẳng thấy gì mệt. Thì qua clip này anh em nào yêu quý Duy Thường cũng như tất cả anh em ở trong team thì nhớ cho Duy Thường một like. Đừng quên share tất cả các bạn xem và qua ý tưởng mới lạ hơn ấy, comment thẳng dưới video để anh em thực hiện.
bây giờ thì Duy Thường xin phép tất cả anh em là đi nghỉ đây. Nói chung là đi một hôm này, môi lẻ hết, nó lên nó lạnh mà, lẻ hết môi. Bây giờ thì hẹn anh em vào những video tiếp theo nhé. Tôi Duy Thường chào tất cả bạn. Bye bye.